Hello các bạn, hôm nay Thiện review cái test thực tế cái đèn K25 các bạn vào ban đêm luôn cho anh em tham khảo nha. Thời gian của nó đi là được khoảng 7 tiếng liên tục và cự ly gọi xa của nó là chỉ nằm trong gọn vẹn là 200m thôi các bạn. Đây để Thiện test chế độ sáng luôn các bạn. Đó, các bạn thấy cái trụ điện không? Hai cây đó, hai cây sát bên đó. Đó, từ đây tới đó là cũng tầm 300m, 350m các bạn. Nhưng mà tại các bạn thấy cái trụ của nó trắng trắng vậy nên các bạn mới thấy nét vậy thôi. Chứ nếu mà đen luôn các bạn thấy là không rõ đâu. Không rõ bằng cái đèn gom đâu. Cái đèn này là đèn tỏ các bạn. Đó, cái đèn. Thời gian của cái đèn này là đi được 7 giờ liên tục các bạn. Còn gọi xa thì trong cự ly 200m đổ lại thôi các bạn. Đó, em gọi, em cầm gì em gọi mạnh cái. Đó, em cầm gì em gọi vô ngay cây cục điện đó. Ngay là, đó. Đó, các bạn thấy không? Đó. Trong cự ly nó chỉ ấy đó, các bạn thấy không? Đèn tỏ là gọi ở xa nó chỉ mờ mờ đó các bạn. Đó. Còn đèn K25 các bạn. Còn đèn K25 thì nó tỏ đây, cái đèn SC9158, 9000 một lút rồi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cực kỳ nét, còn hai vòng sáng có gọi lên trời manh cái thanh. Đó, hai vòng sáng thì các bạn nhìn nè, các bạn tự cảm nhận nha. Đó, rồi gọi vô hai góc điện, em gọi bên góc điện kia đi. Đây, ở đây anh gọi góc điện kia, em gọi góc điện đây. Đó, hai cái mình chéo qua đó, các bạn nhìn nè, các bạn tự cảm nhận nha, cái đèn này sáng hơn. Đó. Còn cái đèn K25 này các bạn. Cái đèn K25 này á, là đi được 7 giờ liên tục. Còn cái đèn SC9158 nè, đi được 9 giờ liên tục nha các bạn. Còn cái đèn SC9158 này là gọi xa trong cự ly 300m. Còn cái đèn K25 này là chỉ cự ly là trong vòng 200m đổ lại các bạn. Còn cái đèn K25 là màu vàng này là ánh sáng tỏ. Còn cái đèn bạc SC9158 này, bạc này là nó gom. Cái đèn nào càng gom gọi càng xa các bạn. Đó. Đó, gọi lần nữa cho các bạn cảm nhận nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, các bạn nhớ xem, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.